This is the future. Chủ đề của video kỳ 39 Pascal lần này: mật thư. Programming is fun, right? Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Meta, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video chinh phục tuyển sinh 10, học sinh giỏi tỉnh thành phố, tinh học trẻ tỉnh thành phố, vô địch thuật toán, giúp bạn thay đổi thế giới với tinh học của Master Lăng Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học thêm, tập huấn, quảng cáo, cộng tác. Vui lòng liên hệ số điện thoại và email ở trên màn hình. Các bạn có thể kết nối tài trợ cho kênh. Vui lòng xem phần mô tả phía dưới video này. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Master Lăng Dương Channel. Rất vui mừng được gặp lại các bạn với video này. Tiếp tục các bạn thành thạo các kỹ năng trình Pascal với mục đích trên là chinh phục tuyển sinh 10, học sinh giỏi tỉnh thành phố, tinh học trẻ tỉnh thành phố, vô địch thuật toán, dưới là tư duy máy tính, tư duy lập trình, phát triển năng lực số và tèo thế giới với tinh học. Nội dung của video này là mật thư, các bạn lưu tên là mật thư .pass, hoặc các bạn có thể ứng dụng cái thuật toán nêu trong video này để các bạn cài đặt trong Python. Khi đó các bạn lưu tên là mật thư .py. Trước khi vào dưới video, nếu bạn nào xem video này lần đầu tiên, các bạn cho một like, share và nhớ khi xem xong, các bạn nhớ đăng ký kênh bằng đường link và đăng ký. Khi đăng ký, các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo và chọn on tất cả để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Và bạn nào muốn tài trợ cho kênh, vui lòng xem phần mô tả phía video. Các bạn nhớ nha, đường link đăng ký kênh và đường link tài trợ cho kênh nằm ở mô tả phía dưới của video. Trong một kỳ thi tinh học ở một tỉnh thành phố, có một cái đề thi gồm có 3 bài. Trong đó bài số 1 là bài trung bình cộng, đã được Master Lăng Dương thực hiện ở video trước, các bạn xem lại bạn ha. Cụ thể các bạn để xem cái bài giải trung bình cộng này, các bạn truy cập vào internet bạn ha, và các bạn sẽ tìm từ khóa là Master Lăng Dương Channel ở đây bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kiếm ở cái danh sách phát ở phía dưới này các bạn, đó là danh sách phát có tên là chinh phục tuyển sinh 10, học sinh giỏi tỉnh thành phố v.v. Và các bạn xem cái video số 37 các bạn ha. Đây, video này là video cái bài trung bình cộng, tức là cái bài số 1 trong cái đề vừa rồi bạn ha. Rồi, và khi xem các bạn nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh các bạn ha. Xin cảm ơn và rất nhiều. Như vậy, bài số 1 đã làm xong. Bây giờ ở trong video này chúng ta sẽ thực hiện cái bài số 2 là mật thư bạn ha. Rồi, thì bài này là chiếm 7 điểm trong 20 điểm của cái bài thi này. Rồi. Wow. Và cái bài mật thư này có cái nội dung như sau: khi đang đọc sách về các thuật toán sắp xếp trong một hiệu sách cũ, Tí vô tình phát hiện một mật thư và cả khóa để mở mật thư đó. Mật thư là một chuỗi có N ký tự. M ký tự trong chuỗi đã được mã hóa bằng các ký tự là dấu thăng bạn ha, tức là có N ký tự và trong đó có M ký tự được mã hóa bằng dấu thăng. Các ký tự còn lại là ký tự chữ cái tiếng Anh viết thường. Khóa để mở mật thư là M sau ký tự có cùng chiều dài là K và một số nguyên X. Sau thứ Y cho biết ký tự thăng thứ Y trong mật thư có thể được thay thế bằng một trong K ký tự của sau bạn ha. Rồi. Ví dụ các bạn có là programming bằng vân ha, có ba cái dấu thăng và ha, tức M bằng 3 là ba cái dấu thăng đó bạn ha. Rồi thì với cái dòng đó bạn ha, mật thư đó thì nó có ba cái dấu thăng, nghĩa là chúng ta sẽ tương ứng có thêm là ba cái sâu này bạn ha, mà độ dài là hai ký tự bạn ha, mỗi sâu là hai ký tự. Rồi thì các bạn sẽ thay thế các ký tự ở trong ba sâu này vào ba vị trí dấu thăng bạn ha. Đó, để được những cái phương án trả lời bạn ha. Rồi thì
khóa là M sau này bằng 2 cùng chiều dài K là bằng 2. Rồi. Như vậy khi các bạn thế, giả sử các bạn thế vào ở đây là chữ A bạn ha, chữ A bạn thế vào ở trong cái vị trí này bạn ha. Rồi. Hoặc là ở đây các bạn thế chữ Y vào cái vị trí này bạn ha. Rồi, thì chúng ta đã có được cái một cái đáp án bạn ha. Đó là proaramin-i-si-um bạn ha, đó là một cái trường hợp rồi. Đó. Thì với cái cách hiểu này ha, thì chúng ta có tiếp tục như sau là xét danh sách các sâu có thể tạo được sau khi thay M cái tự dấu thăng trong mật thư. Lưu ý những sâu trùng nhau có thể nếu có sau khi thay thế dấu thăng cũng được đưa vào danh sách, tức là chúng ta tạo ra các danh sách mà cách thế các cái ký tự trong M sâu đó vào trong cái sâu ban đầu ha. Rồi. Và danh sách này sẽ có K M sâu, tức là khi với các cái bộ này các bạn ha, với những cái bộ này nè, đó có ba bộ này là bạn, thì chúng ta sẽ có K một M trường hợp bạn ha. Rồi. Sau thiết ít, sau khi sắp xếp các sâu trên tăng dần theo thứ tự từ điển. Rồi. Cho ta lời giải của mật thư và yêu cầu hãy viết một chương trình tìm ra cái mật thư thứ X đó bạn nha. Đây bạn quan sát nè. Với cái dữ liệu này thì chúng ta có một khái niệm bạn ha, đó là thứ tự từ điển. Rồi, tức là đây là một khái niệm trong tổ chức dữ liệu cho máy tính, và trước đó các bạn học Anh văn á, các bạn đã có biết cách khai thác từ điển. Thì đó thì từ điển sắp xếp theo chữ cái từ A đến Z các bạn ha. Đấy, từ nhỏ đến lớn đó là thứ tự từ điển. Rồi, thì hôm nay chúng ta gặp lại từ này ở trong cái khái niệm bài này các bạn nha, là thứ tự từ điển, tức là từ nhỏ đến lớn. Rồi. Và với cái việc các bạn đưa các cái ký tự A, G, I, V và F vào, chúng ta sẽ có một cái trường hợp đầu tiên, đó là proaramin-i-si-um bạn ha. Rồi. Thì đây chỉ là một trường hợp thôi, mà chúng ta còn tới 7 trường hợp nữa, tức là có tất cả 8 trường hợp bạn ha. Đây, như trên màn hình các bạn thấy. Chúng ta thế lần lượt các chữ cái bạn ha, các chữ cái ở đây nè. Thế lần lượt vào A bạn ha, A, G rồi IV bạn ha. Đó, các bạn thế lần lượt vào. Thì chúng ta sẽ có 8 trường hợp như được liệt kê ở trên màn hình bạn ha. Rồi. Thì với cách hiểu này chúng ta tiếp tục và dữ liệu vào từ file văn bản mật thư.in là gồm dòng đầu tiên chứa 4 số nguyên lần lượt là N, M, K và X với N, M, K, X được trình bày như trên màn hình bạn ha, đó là cái giới hạn của đề. Rồi. Dòng thứ hai là một sâu có N ký tự cho biết mật thư. À. Sâu này có M ký tự dấu thăng và các chữ cái tiếng Anh viết thường. Dòng thứ Y trong M dòng tiếp theo chứa K ký tự ấy, cho biết ký tự có thể thay thế cho cái dấu thăng đó. Ở thứ Y ở trong mật thư, ví dụ cái sâu thứ Y bạn ha, thì có nhiều ký tự nó thế vào bạn ha, đó có bao nhiêu cái sâu thì nó thế vào bấy nhiêu cái vị trí dấu thăng là như vậy bạn nha. Rồi, thì kết quả ghi trang file văn bản là mật thư chấm ao một dòng là lời giải của mật thư ràng buộc, các bạn thấy trên màn hình, tức là cái họ chấm từ các test dễ, test nhỏ cho test lớn bạn ha, 30%, 20% và 50% bạn ha. Thì khi bạn thi họ sẽ đưa tất cả các trường hợp vào để bạn test bạn nha. Rồi. Ví dụ các bạn có file mật thư bên trái, các bạn có đây là N bạn ha, N rồi ở đây các bạn có là M bạn ha. Rồi cái này là K bạn ha. Rồi cái này là X bạn ha. Thì với cái dữ liệu này và cái mật thư ban đầu người ta cho là một cái sâu mà có ba cái dấu thăng bạn ha. Thì các bạn phải đưa các cái ký tự ở dưới này các bạn thế vào các vị dấu thăng, và với cái x bằng 6 này bạn ha, thì chúng ta sẽ có là cái programming is fun bạn ha, đó là cái đáp số ứng với cái trường hợp thứ 6, cái thứ tự từ điển thứ 6 là program is fun bạn ha. Rồi, theo ví dụ của đề bài ta có M bằng 3 và K bằng 2. Như vậy các bạn quan sát nha, chúng ta có tất cả là K mũ M, tức là 2 mũ 3 là có 8 trường hợp bạn ha. Rồi, ví dụ đây, cái dòng trên đầu là cái dòng đề bài cho. Và người ta đưa ra các cái cụm chữ, các bạn phải lựa chọn ha, bộ 3 chữ bạn ha, 3 chữ. Đấy, các bạn thấy không? Là đây nè, bộ 3 chữ ha, 3 chữ, đó. Và như vậy chúng ta sẽ có là 8 trường hợp bạn ha, K mũ M là có 8 trường hợp như vậy. Thì 8 trường hợp này liệt kê ở đây các bạn ha, được lấy ra từ những cái chữ A, G, I, V và F. Rồi, tiếp theo. Và khi các bạn thế vào như vậy, các bạn sẽ có tất cả là có 8 trường hợp như liệt kê ở trên mình. Điều này trong đề cũng nói bạn ha. Rồi, 8 trường hợp như vậy. Rồi. Để hình thành tất cả các trường hợp bộ 3 như ở trên,
Bạn lưu ý, chúng ta lấy ví dụ ở trong bài này bạn ha, là bộ 3 thôi. Ở một cái full test các bạn sẽ thấy vô là nhiều hơn bạn ha. Rồi. Thì muốn giải được bài này thì các bạn dùng một cái khái niệm có tên là chỉnh hợp lập chập M. Ở đây M bằng 3 của K. Ở đây là phần tử, tức là hai phần tử bạn ha. Như vậy chúng ta có 2 mũ 3 là có 8 bộ hay là có 8 trường hợp như vậy. Ở trên mình bạn thấy không? 8 trường hợp nha. Rồi. Và để hiểu chỉnh hợp là gì ha, thì các bạn xem lại cái video ở trong kênh YouTube Max Learning Channel. Đây, các bạn vào kênh YouTube Max Learning Channel ha. Đây, bạn vào từ khóa này. Rồi, các bạn sẽ kiếm ra trên internet. Sau đó các bạn vào cái danh sách phát có tên là chinh phục tuyển sinh 10 ở đây bạn ha. Rồi, và các bạn tìm cái video nếu các bạn làm bằng sinh thì các bạn xem cái video số 38 bạn ha, 38. Đó là chỉnh hợp lập. Còn nếu các bạn dùng Pascal thì các bạn sẽ xem cái video này 38 Pascal bạn ha, là nói về cái chỉnh hợp lập ha. Rồi, để hiểu được cái cơ sở toán học để làm ra những cái chỉnh hợp lập chập, đây là một khái niệm của bên ngành toán bạn ha. Rồi, và khi xem video các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh bạn nha. Tiếp theo, với cái hiểu biết này thì các bạn sẽ có là chỉnh hợp lập chập M của các phần tử bạn ha. Thì chúng ta có số phần tử, số chỉnh hợp là K mũ M như phân tích ở các video trước, bạn nhớ xem lại nha. Rồi, tiếp theo tức là nghĩa là để làm bài này các bạn phải dùng khái niệm là chỉnh hợp lập thì mới làm được full test bài này bạn ha, nhớ nha. Rồi, và bài này mang đậm tính chất toán học ha, vô cùng cao cấp, chất xám rất là nhiều bạn ha. Đây là cách giải cao cấp bạn nha. Rồi, tiếp theo với cái phân tích như chúng ta vừa thấy thì chúng ta sẽ tạo ra các chỉnh hợp. Ở đây chúng ta có tất cả là 2 mũ 3 là 8 trường hợp bạn ha. Đó, đây các bạn thấy AIE các bạn sẽ đưa thành cái trường hợp đây AIE. Tiếp theo các bạn có cái bộ thứ hai đó là AIF vân vân, các bạn sẽ có là AVE như thế bạn ha. Và cái bộ thứ 8 đó là cái bộ là GVF bạn ha. Tức là nó sẽ tạo được tất cả những cái bộ ba này, và đề hỏi cái nào nó sẽ trả lời chính xác cái đó bạn nhớ nha. Rồi, thì đó là cái ý tưởng bài này, ta dùng cái để chỉnh hợp lập chập bạn ha. Rồi, thì với các hiểu biết này chúng ta tiếp tục có phân tích như sau. Ở đây các bạn sẽ có là khái niệm đó là cái tổ chức các cái bộ này, các bộ trường hợp này là theo thứ từ từ điển bạn ha, tức là từ nhỏ đến lớn. Rồi, tiếp theo là với cái diễn đạt này chúng ta sẽ đưa những cái chữ cái ở trong đề bài mã hóa thành những con số cụ thể. A ở đây bạn ha là 0, Y 0 và E là 0 bạn ha. Vậy chúng ta có bộ 000, nghĩa là chúng ta nói là AIE. Rồi, nếu các bạn nói bộ số 6 bạn ha, là bộ này các bạn, là bộ này, thì chúng ta sẽ có là G sẽ là 1 bạn ha, 1, Y là 0 và F là 1. Chúng ta có bộ là 101, tức là bộ thứ 6 đó, nghĩa là chúng ta đang sử dụng cái chữ G, Y và F bạn ha. Đó là cái mẹo hay là cái kỹ thuật để làm bài này là dùng chỉnh hợp bạn ha. Rồi, chỉnh hợp để chúng ta không bỏ sót bộ nào, và chỉnh hợp này chúng ta sẽ được mã hóa bằng các con số là 01 bạn ha, vân vân. Rồi, thì với cái phân tích này chúng ta có tiếp tục như sau. Đó là các bạn, trên nguyên tắc là các bạn có tất cả là K mũ M trường hợp bạn ha, K mũ M trường hợp của bộ chập M các phần tử bạn ha. Khi K M đến rất là lớn bạn ha. Tuy nhiên ở trong bài này chúng ta không liệt kê tất cả những cái bộ chỉnh hợp lập, mà chúng ta chỉ làm việc với một chỉnh hợp lập bạn ha, chập M ở đây M bằng 3 của K phần tử ở đây K bằng 2 bạn ha, mà mỗi phần tử của nó chỉ nhận các giá trị là 0,1 bạn ha. Đấy, còn nếu mà K nhiều hơn là yêu cầu bằng 3 là 0,1,2 vân 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 ha. Tức là nếu K mà bao nhiêu á thì các con số sẽ là từ 0 cho tới K trừ 1 bạn nhớ nha, nếu mà bộ test lớn. Rồi, thì mặc dù là có nhiều bộ chỉnh hợp lập nhưng ta chỉ làm với một bộ mà thôi bạn nhớ nha. Rồi, như vậy giả sử các bạn chọn chỉnh hợp lập hay là đề yêu cầu các bạn chọn cái chỉnh hợp lập chập số 1 thì ta có bộ là 000 đây các bạn này, bộ 000 là bộ này các bạn ha, là bộ này đó, bộ này bạn ha, nghĩa là chúng ta sẽ dùng các chữ là A bạn ha, A ở đây đó, A rồi Y và E đây, tức là chúng ta đang dùng bộ này các bạn ha, AE. Và các bạn sẽ thế cái này các bạn ha vào các vị trí dấu thăng tương ứng ở đây các bạn ha. Đó là ý tưởng như vậy. Vậy đề cho hỏi cái bộ nào thì chúng ta sẽ lấy đúng cái chỉnh hợp đó và đặt vào là xong bạn ha, rất là hay. Rồi,
Nghĩa là nếu các bạn chọn bộ 1, tức là các bạn dùng đến cái chữ cái là A, I. Thì để làm bài này chúng ta có một thuật toán như sau. Đầu tiên là các bạn đọc các số là N, M, K, X từ phải in vào đó để cho. Bước thứ hai các bạn tạo chỉnh hợp lập chập M của K phần tử ha, mà là thứ X các bạn ha. Đấy, tức là mình có rất nhiều cái bộ chỉnh hợp lập chập ha, nhưng ta sẽ chỉ xét cái bộ thứ X thôi. Rồi. Thì để làm điều này các bạn sẽ phải đổi cái thứ tự của các cái chỉnh hợp bạn ha. Đấy, trừ đi 1, đổi thứ tự mới của nó để dễ cài đặt ở trong máy tính. Rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ thực hiện cái việc là đổi thứ tự X, cái bộ chỉnh hợp X các bạn ha, ra sang cơ số K các bạn ha, mà K là để cho. Rồi. Và lưu ý khi các bạn đổi ra đó thì luôn luôn phải đủ là có M cái phần tử bạn ha. Muốn vậy cái bộ nào mà thiếu á, thì các bạn sẽ thêm không ở đầu bạn ha. Đây và quan sát ở bước B bạn ha, bước 2B các bạn thấy nè. Đây. Các bạn sẽ đổi thứ tự của các chỉnh hợp, ở đây là có 8 trường hợp thì là từ 1 đến 8 thành là 0 đến 7 bạn ha. Sau đó các bạn sẽ đổi cái thứ tự mới. Đây, ví dụ các bạn muốn tìm cái bộ thứ 6 bạn ha, thì các bạn sẽ thực hiện là đổi cái số 5 bạn ha, đổi 5 ra bạn ha. Ra cái cơ số ở đây là cơ số K là bằng 2 thì ra được là 101 nha các bạn nhé. Rồi, đó là cái ý tưởng như vậy. Tiếp theo, khi các bạn đổi ra thì đảm bảo rằng là các chỉnh hợp này phải đủ là đầy đủ hết là có M phần tử bạn ha. Ở đây M bằng 3 bạn ha, đó là điều hiển nhiên vì mình chập M, chập tức là mình góp lại đủ 3 phần tử và tổng quát là M phần tử. Rồi. Tiếp theo, các bạn bước 3 là đọc M sau ký tự từ file in để cho cái gì bạn đọc hết bạn ha. Mỗi sau phải được sắp xếp K phần tử theo tự tăng dần vì chúng ta muốn đảm bảo được rằng là cái kết quả phải là đúng cái thứ tự từ điển bạn ha. Chúng ta phải xếp lại các cái sâu này. Rồi. Ví dụ các bạn có BA thì xếp lại là AB. Các bạn có VI bạn ha, xếp tăng dần là IV bạn ha. Còn giả sử các bạn có một cái sâu là bốn ký tự đi là DCAB thì phải xếp lại là ABCD bạn ha. Khi đó chúng ta mới phân bổ vào các cái chỉnh hợp thì mới đúng được cái test của đề bạn nhé. Rồi, đó là yêu cầu của đề là thứ tự từ điển, tức là từ nhỏ đến lớn các bạn ha. Thì mà xếp lại luôn các cái sâu cái từ đó và cụ thể là có M sâu phải xếp lại hết tăng dần bạn nhé. Rồi. Giả sử đề bài yêu cầu lấy thứ tự thứ 6 x bằng 6 thì bạn chỉ cần chọn cái chỉnh hợp số 6. Từ đó bạn suy ra được cái chữ cái cần lấy bạn ha. Đó. Đây các bạn thấy trên màn hình là x bằng 6 là chúng ta có là 101, tức là GIV GIF bạn ha. Sau đó các bạn sẽ thế cái GIF vào trong bài. Vậy là ra cái đáp số là program is funny bạn ha. Rồi. Bước thứ tư là các bạn thay thế M ký tự ấy tương ứng M ký tự mà một cái tự đó được lấy từ các cái sâu vừa rồi bạn ha. Và các bạn sẽ canh theo cái chỉnh hợp mà đề yêu cầu. Ở đây cụ thể là chỉnh hợp 6 màu đỏ bạn ha. Thì mình sẽ canh theo đó. Chỉnh hợp 6 là 101 thì đúng là chữ GIF bạn thế vào là xong các bạn ha. Rồi. Đây các bạn sẽ có là programming is fun bạn ha. Rồi. Đó là đáp án của đề bài. Nếu các bạn viết bài này bằng code C cộng cộng thì các bạn sẽ có cái bảng chỉnh hợp bắt đầu từ 000 đấy bạn ha. Bắt đầu từ vị trí là 000 đó nếu bạn viết bằng C đó, bạn ha. Và đương nhiên rồi, ở đây là cái bộ từ điển mà lớn nhất của nó chính là cái này các bạn ha, là 111. Đấy, nếu các bạn viết bằng C thì các bạn sẽ có trường hợp này bạn ha. Ở đây bạn lưu ý chúng ta đang ví dụ là có chập 3 bạn ha, chập 3 của hai phần tử tức là có 8 trường hợp. Nếu mà các bạn có K và M lớn hơn thì chúng ta sẽ có cái bảng nhiều hơn bạn nhớ nhé. Rồi đó là viết bằng code bằng C cộng cộng. Nếu các bạn viết bài này bằng Pascal á, thì các bạn sẽ có cái bắt đầu của cái chỉnh hợp lập đầu tiên á các bạn ha, là bắt đầu là 1, 1 và 1 bạn ha. Đương nhiên rồi, cái chỉnh hợp lớn nhất của nó chính là chỉnh hợp là 2, 2 và 2 bạn ha. Đó bạn ha, đó thì nó hơi khác so với cách lập trình bằng code C bạn nhớ nha. Đó, nếu các bạn chọn Pascal hoặc C thì bạn lưu ý cái thứ tự này để các bạn dễ cài đặt quá nhé. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế là quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn. Đấy. Đó như vậy, nếu các bạn chọn cái chỉnh hợp hay là cái thứ tự thứ 6 thì chúng ta bên Pascal cũng vậy hoặc bên C cũng vậy đều là chữ GIF bạn ha.
mặc dù là bên Si là chỉnh hợp sẽ được đánh số là 101, bên Mosca là 212, tuy nhiên đó là cái số mà thôi. Cuối cùng đã suy ra được là chữ G, chữ Y và chữ F thế vào là kết quả là Programming is fun, như đề và yêu cầu ha. Còn chần chừ gì nữa, các bạn cùng Master Lang Du đến ngay phần lập trình trên máy tính. Ở trên màn hình đó là Pascal, ôi một cái màu xanh huyền thoại, một màu xanh thần thánh các bạn ha, rất là nổi tiếng. Rồi thì với cái bài này các bạn lập trình như Pascal, hoặc các bạn có thể dùng trong ứng dụng cái thuật toán này cho video này để các bạn cài đặt trong Python vậy nhé. Rồi thì với bài này chúng ta có cái yêu cầu là bài mật thư, thì với yêu cầu như trên màn hình các bạn ha, và các bạn xem ở phần đầu video để biết được cái đề bài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái file in và file out. Rồi các bạn sẽ gõ vị chỗ này các bạn ha, đó là 16326 và thì các bạn sẽ có là program bạn ha, program min is fun bạn ha. Rồi và các bạn sẽ thế ở đây là những cái dấu thanh bạn ha, đó programming đấy, rồi chữ fun ở đây bạn ha, đó program pro thanh ramming bỏ chữ y rồi chữ fun. Rồi tiếp tục các bạn sẽ có là các cái ag bạn ha, rồi iv và các bạn sẽ có là ef ở đây. Các bạn lưu lại, các bạn ghi là mật thư, rồi các bạn ghi là .inp bạn ha, bạn enter. Sau đó các bạn sẽ để cái file in này ở góc phải của cửa sổ Pascal, vì đây là cái nơi thường là trống nhất các bạn nhé, bạn để đây. Rồi các bạn sẽ vào menu file, các bạn chọn new và các bạn tiến hành thực hiện cái việc lập trình cho cái bài này. Các bạn gọi như sau là ở đây là program ha, rồi là mật thư. Rồi tiếp theo các bạn sẽ có là khai báo cái hàng số để quản lý tên file in và file out. Bạn có là đây là mật thư, rồi .inp bạn nhé. Tiếp theo các bạn sẽ có ở đây là fout để quản lý cái file out bạn ha, rồi fout. Rồi các bạn sẽ có ở đây chúng ta sẽ có là mật thư nhưng mà là .out bạn nha. Rồi các bạn lưu lại F2, các bạn tên là mật thư. Các bạn lưu ý khi đi thi các bạn phải đặt đúng tên file. Nếu các bạn tên sai tên file là các bạn bị không điểm và các bạn rớt ngay từ phòng gửi xe, các bạn nhớ nhé. Vì đây là tư duy máy tính, tư duy lập trình và là cái tiêu chí để chấm bài. Các bạn đặt sai tên là không điểm, không cần nói nhiều bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ viết lệnh để thực hiện cái bài lập trình này. Các bạn có cái lệnh như sau. Đầu tiên các bạn có cái mảng A gồm hai số phần tử để các bạn lưu cái chỉnh hợp mà để yêu cầu bạn ha, vì cái số phần tử của một cái bộ chọn là có 26 ký tự thôi bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn có NKMX là con số để nhập từ file in vào. Các bạn có ST và STK để các bạn sẽ nhập được cái mật thư ban đầu bạn ha, và những cái dòng mà các ký tự mà mình ta phải lấy ra. Rồi là STK bạn ha, gồm K phần tử là kiểu string bạn. Tiếp theo các bạn có IJ và VT để các bạn thực hiện việc lập trình ha. Ở trường chính các bạn sẽ có là begin end và các bạn có assign reset và assign rewrite để các bạn xác định được cái file nào là file dữ liệu vào và file nào là file in kết quả ra bạn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ đóng file lại. Đó bạn nhớ không quên điều này bạn ha, là đóng file là close input và close output. Sau đó các bạn thực hiện như sau là các bạn sẽ đọc từ file in đó lần lượt theo yêu cầu của đề bạn ha. Đây các bạn quan sát chúng ta sẽ nhập từ file in theo cái thuật toán như trên màn hình các bạn. Rồi gồm có bước 1 đến bước 4 bạn nhé. Rồi ở đây chúng ta thực hiện cái bước như sau là các bạn sẽ read line là nhập từ file in. Ở đây là chúng ta sẽ có là n, m, k và x các bạn ha. Rồi sau đó các bạn thực hiện tiếp theo đọc cái dòng dữ liệu cái dòng cần giải mã là ST bạn ha. Rồi và như vậy với cách làm này chúng ta đã đọc từ cái file in vào bạn ha, nó đọc vào từ file in là cái bộ này n, m, k, x bạn ha, là đọc từ cái file in này ta nhập vào trong bài các bạn. Và cái ST bạn ha chính là cái dòng này bạn ha, đó là dòng cần giải mã. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành là đọc các cái dòng này là cái dòng để mà chứa các cái chữ để chúng ta chọn lựa cho đúng cái thứ sáu bạn ha, vào trong cái bài của mình. Cái là như sau các bạn. Và để thuận lợi ha thì các bạn ở đây đặt chúng ta phải ở đây các bạn lưu ý là chúng ta khi đọc xong rồi á thì chúng ta sẽ thực hiện là tạo cái chỉnh hợp lập chập m của k phần tử mà là thứ x các bạn ha. Đây là chỗ này
Đó là chỗ này các bạn ha. Chúng ta sẽ thực hiện ở đây là tạo ra cái chỉnh hợp ha. Các bạn như sau. Các bạn sẽ thực hiện ở đây là gõ là chỉnh hợp. Đó. Nào, rồi. Và ở đây chúng ta là x bạn ha, nó trừ đi 1 theo cái gợi ở thuộc toán bên phải là trừ đi 1 để dễ cài đặt bạn nhé. Rồi. Và như vậy các bạn lưu lại, các bạn nhấn cột dấu chính chắc chắn thì máy sẽ báo lỗi bạn ha. Nó sẽ nói là cái chỉnh hợp này ở đâu ra. Ở trong Pascal thì không có cái lệnh này, mà cụ thể là cái thủ tục này các bạn ha, không có bạn ha. Bây giờ chúng ta thiết kế nó bạn ha. Rồi. Thì để thiết kế bài này á, các bạn phải xem lại cái video, đó là cái video mà chỉnh hợp lập chập m các phần tử bạn ha. Rồi thì các bạn sẽ ở đây các bạn sẽ gọi là procedure. Đấy. Procedure. Đấy bạn ha, là thủ tục, rồi là chỉnh hợp. Rồi, sau đó các bạn sẽ chuyển vô đây là cái y bạn ha. Đó là cái chúng ta chuyển x trừ 1 vào các bạn ha. Rồi, là kiểu long đi các bạn ha, là kiểu y sống 4 các bạn ha. Y sống 4. Mở ra y sống 4. Rồi, để cho nó phù hợp với cái mình gọi là x bạn ha. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành các cái lệnh để lập trình cho cái bài này bạn ha. Rồi, các lệnh đó sẽ như sau các bạn. Là chúng ta có va bạn ha, biến y chạy ở biến tạm bạn ha. Rồi. Tất cả cái này long đi. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ có là begin end ở đây. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cái việc là đặt biến tạm hai chấm là bằng là m bạn ha. Rồi. Các bạn sẽ for y, các bạn chạy từ 1 cho tới m để cho bạn ha. Rồi. Rồi, sau đó các bạn thực hiện cái việc ở đây là các bạn sẽ đổi sang cái cơ số k bạn ha, cơ số k là các bạn ghi như sau là lấy tạm bạn ha. Đấy, là các bạn sẽ ghi là a của cái tạm. Rồi, sẽ bằng là các bạn sẽ lấy cái là cái m là cái y ở trên bạn ha. Các bạn sẽ mod cho k bạn ha. Và để thực hiện cho Pascal, các bạn cộng 1 lại. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cái này là lấy cái y mới thì bằng cái y cũ bạn ha, các bạn deep cho cái k. Đây là cái nguyên tắc đổi cơ số, và sau đó bạn đặt là tạm là trừ đi 1 bạn ha, để các bạn sẽ đưa vào ở trong cái thứ tự các cái chọn lựa chỉnh hợp vào trong các vị trí của bảng A bạn ha. Thì để hiểu được cái này thì các bạn sẽ truy cập vào YouTube bạn ha, bạn vào internet và truy cập vào cái kênh YouTube Mass Anh Dương Channel ở đây bạn ha. Rồi, sau đó bạn sẽ xuống cái vị trí ở đây là danh sách phát là chinh phục tuyển sinh 10 đây các bạn ha. Các bạn vào vị trí này và các bạn sẽ xem cái chỉnh hợp lập là video này các bạn ha. Đó, video này. Đó. Nếu các bạn làm bằng C cộng cộng, còn nếu các bạn làm bằng Pascal thì các bạn sẽ xem video này các bạn ha. Đó, video này. Đó, thì các bạn sẽ biết được cái cơ sở toán học, cách lập luận ha, để các bạn hiểu rõ được cách làm là chọn được cái chỉnh hợp chập m chỉnh hợp lập bạn nha, chập m của các phần tử. Rồi. Rồi, thì ở đây các bạn đã tạo được cái chỉnh hợp đó rồi. Rồi. Sau đó các bạn F9 thì chắc chắn nó sẽ không báo lỗi ha, vì chúng ta đã thành công trong việc là tạo ra cái thủ tục là chỉnh hợp. Sau đó các bạn ở đây chúng ta sẽ tiến hành như sau để xử lý. Các bạn đặt vị trí bạn ha, vị trí ở đây là bằng 0 các bạn. Rồi, vì chúng ta sẽ tìm ra cái vị trí của các cái dấu thanh để bạn hay bạn ha. Rồi, các bạn chạy for đây là y các bạn chạy từ 1 bạn ha. Đấy, to m. Đấy, m đâu. Rồi, tức là các bạn sẽ chạy để chúng ta sẽ nhập được m cái sâu này vào trong bài và tiến hành chúng ta sẽ thế các cái vị trí dấu thanh thành các cái chữ cái tương ứng theo cái chỉnh hợp mà đều cầu. Cụ thể đây là cái chỉnh hợp số 6 bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ có như sau. Ở đây là begin end. Rồi, như vậy các bạn sẽ có như sau là ở đây các bạn sẽ đọc là từng cái dòng một là read line là cái ST ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ sắp xếp lại là cái ST đó bạn ha. STK bạn ha, STK. Đó, sắp xếp STK lại. Đó. Đây, tức là chỗ này là các bạn sẽ nhập vào trong bài các bạn qua cái biến có tên là STK bạn ha. Đây. Bạn nhập các cái này, đó, AG rồi vân vân, tức là các bạn sẽ đọc các cái sâu này vào đây. Bạn ha, mỗi lần đọc một sâu thôi. Các bạn sẽ tăng lại bạn ha. Rồi. Sau đó các bạn sẽ thực hiện cái việc là lấy phân bổ cái ký tự tương ứng mình chọn theo cái chỉnh hợp bạn đưa vào trong cái sâu để hỏi là xong bạn ha. Rồi khi đó bạn sẽ ghi như sau là ở đây là for chơi hai chấm các bạn ha, là từ 1 đấy, từ cái vị trí bạn ha. Rồi, vị trí. Rồi, to n phần tử bạn ha, tức là cái sâu ban đầu để cho bạn ha. Rồi, do. Rồi ở đây các bạn sẽ có như sau là nếu bạn ha, nếu ở vị trí ST ở thứ chơi nào đó ở trong cái sâu để cho mà bằng cái dấu thanh bạn ha, bằng dấu thanh
thì thực hiện rất là như sau. Chúng ta thực hiện các lệnh như sau bạn ha. Rồi, thứ nhất á, là các bạn sẽ thay thế ở đây là ST thứ chơi ở đó bạn ha, chính bằng là cái ST thứ K bạn ha, thứ K mà ở vị trí của cái chỉnh hợp A thứ Y bạn ha, A thứ Y đó, thứ Y. Rồi, và sau đó các bạn thực hiện cái việc là thay đổi vị trí bằng là chơi cộng 1 và các bạn sẽ break luôn bạn ha, không thay nữa, bởi vì là mỗi lần thay một cái thôi bạn ha. Rồi, và khi đó chúng ta sẽ chạy đủ, ở đây là chúng ta chạy đủ full ML rồi ha bạn ha. Rồi, ở đây bạn nhấn F9 bạn ha, chắc chắn máy sẽ báo lỗi là ở đây nè, ở đâu ra cái sắp xếp này bạn ha. Bây giờ chúng ta tiến hành sắp xếp lại cái show này bạn ha, vì giả sử ở đây các bạn thấy nè, nếu đây là IV là đúng rồi, nhưng mà nếu họ đã là VI thì chúng ta phải đổi ra là IV cho tăng bạn ha. Đó, vân vân. Đó, ở đây ở trên cái bên phải này các bạn thấy nè, đã có nói cái lý do bạn ha, chúng ta phải sắp tăng dần bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện cái thủ tục xếp tăng dần này bạn ha. Rồi, các bạn như sau. Ở trên này các bạn thực hiện là cái thủ tục là procedure bạn ha, thủ tục procedure. Rồi, là bạn sắp xếp. Rồi, và đây các bạn sẽ truyền vô là cái ST bạn ha, là kiểu suy. Bạn lưu ý ở đây chúng ta đưa vào ở trong cái chỗ này bạn ha, là từng sâu một đưa vào bạn ha. Đó, và khi đó nó sẽ đưa vào vị trí này. Đó, để sắp xếp. Và khi xếp rồi, chúng ta phải nhận lại nó. Chính vì vậy ở đây các bạn có là cái từ khóa ở đây bạn ha. Từ khóa ở đây là từ khóa va, bạn lưu ý bạn ha, rất quan trọng. Vì các bạn nếu không có va đó thì các bạn sắp xếp xong thì nó như cũ bạn ha, nó không đổi, mà ta sẽ đưa vào STK là chưa sắp xếp tăng. Rồi thuật toán sách rồi, tăng rồi thì nó trả lại cho mình. Muốn trả lại các bạn có chữ va. Thì cái này các bạn phải xem lại ở trong phần Pascal cơ bản trong kênh YouTube Martin Channel để hiểu được thế nào là cái truyền cái tham biến bạn ha. Rồi, tiếp theo các bạn thực hiện ở đây là chúng ta có việc là sắp xếp. Muốn vậy chúng ta phải có các cái biến như sau là y phải chơi bạn ha. Rồi ở đây chúng ta có là long minh bạn ha. Đấy, để chúng ta giải vòng lập. Rồi các bạn sẽ có ở đây là ST8 là kiểu string để các bạn sẽ đổi chỗ. Và đây các bạn sẽ có begin end là cái phần thân của chương trình bạn ha. Rồi, đây các bạn sẽ làm như sau là for, bạn sẽ có hai for lùng nhau bạn ha. For thứ nhất á là for y 2.1 to cái chiều dài của cái ST ở trên cao -1 bạn ha. Đây là cái thuật toán xếp rất cơ bản bạn ha. Rồi, for thứ hai là for lùng vào nhau, chúng ta có như sau là y là chơi 2. Bằng y cộng 1 to đến cái số phần tử tức là len len của ST và ở trên cao ha. Đây, ST này các bạn. Đây, ST này ta truyền vào đây các bạn ha. Đây, rồi. Sau đó các bạn thực hiện ở đây là chúng ta sẽ đặt là nếu là ST thứ y ấy mà nó lớn hơn ST thứ chơi. Đấy, tức là nó có sự không tăng dần á thì chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ ha. Đấy. Rồi đen. Ở đây chúng ta sẽ có 3 lệnh. Vậy đặt ở đây là gì đen ha. Rồi, các bạn có ST8 là các bạn đặt là ST thứ y. Đấy. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ có là ST thứ y. Rồi 2. ST thứ chơi bạn ha. Đây là thuật toán rất cơ bản của người học về lập trình, học về chuyên bạn nha. Rồi, các bạn có ST tiếp theo là ST thứ chơi là 2. ST8. Rồi, như vậy các bạn thực hiện xong cái việc sắp xếp bạn ha. Rồi. Các bạn nhấn thử F9 xem báo lỗi không bạn ha. Rồi báo lỗi đâu? Báo lỗi đây. À đây bạn ha. Ở đây chúng ta lưu ý muốn gán cái này vào một vị trí ha bạn ha. Đây, đây là một vị trí bạn ha của cái sâu thì cái chỗ này bạn ha là nó phải là kiểu track bạn ha. Rồi bạn lưu ý. Vậy chúng ta là kiểu track. Rồi F9 bạn ha. Rồi. Ở đâu thiếu bạn ha? Thiếu đây. À thiếu đây bạn ha. Thiếu dấu đây là dấu ngoặc này các bạn ha. Rồi. Ở đây như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái phần lập trình. Rồi các bạn nhấn F2 lại ha. Các bạn nhấn Ctrl chính. Và các bạn coi kết quả bằng cách là các bạn lên trên cao này, các bạn thực hiện việc để con nháy ở vị trí này, các bạn nhấn hai phím là Ctrl Enter, kết quả các bạn có tại sao ta chưa có bạn ha. Rồi chưa có, đúng rồi, chưa có là ví dụ chúng ta chưa có write ra bạn ha. Đây muốn write các bạn phải đặt đây cái này bạn, đây đó là chủ này, in ra kết quả là write, áp số là write bạn ha, write ra ST. Đấy, mà sau khi các bạn đã thay thế đây bạn ha. Rồi các bạn nhấn F2, nhấn cửa chính, kết quả các bạn sẽ có như sau. Đây là programming is fun ha, giống như là chúng ta đã thực hiện cái phân tích ban đầu ha. Đây các bạn coi lại thuật toán đây bạn ha, đây thuật toán bạn nha. Đấy,
thuật toán. Phân tích lại các bạn nha. Rồi chúng ta có đọc số, rồi tạo chỉnh hợp bạn ha. Đây, tạo chỉnh hợp ở chỗ này. Đó, là các bạn tạo chỉnh hợp này. Là chỗ này bạn ha. Tiếp theo, các bạn đọc các sâu ký tự ha và sắp xếp bạn ha. Đây là sắp xếp lại các cái sâu ký tự này. Đó, để các bạn thực hiện bạn ha. Đây sắp xếp lại. Đó, là các bạn dùng chỗ này là cái thủ tục sắp xếp. Rồi. Tiếp theo, các bạn thay thế bạn ha. Thay thế là chỗ này. Đó, thay thế là cái này bạn ha. Thì nó thay thế. Đó, đúng như là chúng ta đã dự kiến cái tụ tập ban đầu. Rồi. Và các bạn lưu ý ở đây á, là chúng ta mỗi lần mà gặp được đọc được một cái sâu ký tự thì các bạn thay một lần thôi bằng cái form này để tìm, và thay xong một cái các bạn sẽ crack luôn bạn ha. Rồi, và bạn thay đổi vị trí nó để lát nữa vòng lặp á lên trên thì cái chơi sẽ chạy từ vị trí mới bạn ha, không có tìm từ đầu bạn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ có ở đây ở đây chúng ta phải đặt bằng 1 để đúng các bạn này, bằng 1 đúng. À, trong Pascal phải là 1 đúng các bạn. Rồi, 1 đúng. Rồi. Tiếp theo các bạn quan trọng nhất chính là chỗ này các bạn. Đó là cái chỉnh hợp này ha. Đây, cái chỉnh hợp này các bạn. Đó, cái chỉnh hợp này đúng gọn nhé. Đó, để tạo ra cái chỉnh hợp lập chập M của K phần tử. Rồi, bạn ha. Đó thì nó ứng với vị trí này các bạn là tạo ra cái chỉnh hợp. Đó, bạn ha. Tạo ra chỉnh hợp. Đây, bạn ha. Rồi. Và bạn lưu ý nha, xin nhắc lại chỗ này là chúng ta lưu ý để tránh bị lỗi, chúng ta phải đặt chỗ này là VTL1 các bạn nha. Lưu ý các bạn. Để nó chạy từ lúc đầu á, rồi bằng 1 đi. Đấy, ha. Rồi, các bạn đến phần full test. Rồi, ở đây nếu các bạn chọn vị trí 1 bạn ha, vị trí 1 ở đây. Một ha, rồi F2. Các bạn nhảy thử cộng dấu chính thì chắc chắn rồi các bạn ha. Các bạn sẽ có được cái bộ test ở đây các bạn ha. Đấy là chữ A, chữ Y và chữ E ha. Đây, A I E bạn ha. Đó, theo như cái bạn với chúng ta là cái thứ tự thứ nhất á chính là cái chữ A I E rapper bạn nha. Rồi. Tiếp theo, các bạn thử bộ test nữa là các bạn sẽ có là bộ test thứ 8 bạn ha. Đó, 8. F2 luôn lại các bạn ha, chạy thử. Cộng dấu chính. Kết quả chúng ta sẽ có ở đây bạn ha, đây. Là chữ G, chữ V và chữ F ha. Ứng với bộ này các bạn ha là G, Y và F bạn ha. À, G, V và F bạn ha. Đó như vậy bạn ha. Và đương nhiên rồi, đó là cái thứ tự chúng ta theo đề yêu cầu chúng ta sẽ lập được đúng cái bộ ba đó các bạn nha. Rồi. Tiếp theo các bạn đến một cái full test khác các bạn ha. Rồi chúng ta có như sau. Là chúng ta có đây là rồi 13 5 7 8 404. Rồi các bạn sẽ có là we are the world ha. We are the world. Chúng ta là thế giới bạn ha. We are the world. Rồi. Tiếp theo, ở đây các bạn sẽ có chữ we này là chúng ta sẽ chữ e bỏ ha bạn ha. Rồi chữ r bỏ. Rồi chữ H bỏ, rồi chữ O bỏ và chữ D bỏ. Rồi chúng ta sẽ có bộ như trên màn hình là X, Y, Z, rồi E, A, B, C. Rồi tiếp theo có là T, bạn ha, T, U, T, V, U, rồi R, O, P, Q, đó. Rồi C, B, A, bạn ha, rồi H, M, N, O, rồi D A B C rồi H I J. Rồi các bạn lưu lại, rồi các bạn nhấn qua này, nhấn cột dấu chính. Kết quả chúng ta sẽ có như sau, đó là we are the world bạn ha. Chúng ta bị sai chỗ nào ở đây? Chữ là D A B C H, ở đây là we are ha. We are the world là chữ O mới đúng các bạn. Chữ O là bộ này, chúng ta có là đây, đây là O bạn ha. O. Rồi F2 đu lại, chúng ta thử ha. Kết quả chúng ta sẽ có đây là tại sao bạn ha? Chúng ta có là O C E A. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là ở đây là X Y và Z bạn ha. Lưu lại, rồi chúng ta thử bạn ha. Rồi ở đây chúng ta còn một test nữa các bạn, một test nữa. Rồi X Y Z A B C T B O. Rồi ở đây chúng ta sẽ có đây nè ha, là C B A H M N O. Rồi dưới là O C E A X Y Z. Rồi các bạn thử ha, nhấn cột dấu chính các bạn. Chúng ta sẽ có như sau là we are the world ha, giống như chúng ta đã dự kiến ban đầu. Rồi rồi tương nhiên rồi, các bạn thử với cái bộ test số 1 bạn ha, số 1. Rồi các bạn thử, chúng ta sẽ có như sau
đây bạn ha, đó là bên phải bạn ha, là bộ này, đó là cái đầu tiên, cái chỉnh hợp đầu tiên của chập năm phân tử của bảy phân tử bạn ha, đây của năm phân tử trong bảy phân tử bạn ha, rồi như trên màn hình. Rồi nếu các bạn thử với bộ test cái cuối cùng là 16.807 mà lưu lại ha, thì đó là chắc chắn là cái bộ test cuối cùng bạn ha, đó là những cái này các bạn đây, và trên màn hình là toàn văn bài giải của cái bài mật thư bạn ha. Đấy, quan trọng đây là chúng ta sẽ dùng cái chỉnh hợp lập chập m của các phân tử bạn ha, và quan trọng nhất là chỗ này các bạn, là cái chỉnh hợp này, đây là ứng dụng cái cơ sở toán học để vào trong lập trình bạn nha. Thì trên màn hình là toàn văn bài giải của cái bài mật thư này các bạn. Các bạn dừng video để xem lại các cái lệnh tương ứng các bạn nhé. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế, như thế là quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn. Đấy. Các bạn sẽ ứng dụng cái thuật toán nêu trong video này để các bạn cài đặt trong Python. Video kỳ 38 Pascal đã hết rồi. Hy vọng các bạn đã thêm được số kỹ năng trong việc ứng dụng toán để lập trình một cái bài cụ thể bằng một cách rất là hay. Các bạn xem video xong, các bạn nhớ cho một like, share và nhớ cái kênh. Khi đến kênh các bạn nhớ nhấn một chuông thông báo và chọn on tất cả để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Max Anh Dương Channel. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.